tại hà nội dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh hội nghị tham vấn trực tuyến giữa bộ trưởng kinh tế asean và hội đồng tư vấn kinh doanh asean asean bac đã diễn ra với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế asean tổng thư ký asean và các đại diện của hội đồng tư vấn kinh doanh asean Tại hội nghị, ông Đoàn Duy Khương, Chủ tịch ASEAN BAC 2020 đã trình bày về hội nghị cấp cao về kinh doanh và đầu tư ASEAN dự kiến được tổ chức liền kề với hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tại Hà Nội với chủ đề ASEAN số, bền vững và bao trùm để thảo luận về tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc kích thích tăng trưởng thương mại đầu tư, khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19 và nhiều thách thức khác đối với khu vực. Cũng tại hội nghị, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã đánh giá cao sự chủ động của Hội đồng Kinh doanh ASEAN và cho rằng việc phối chặt chẽ giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp là rất cần thiết không chỉ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 mà còn trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khối ASEAN cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác đặc biệt là trước các thách thức của thời kỳ mới. Với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm ASEAN 2020, các bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp ASEAN phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động Hà Nội và kế hoạch hành động do ASEAN và các nước đối tác ngoại khối như Nhật Bản, các nước ASEAN cộng 3 thông qua nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế và củng cố chuỗi cung ứng khu vực, góp phần phục hồi kinh tế khu vực sau đại dịch.